Kính bạch Thầy, con cũng nghe giảng rằng ngoài cõi ngã quỷ còn có thần thánh và có liên hệ tác động đến con người. Vậy cõi thần thánh thì phước của họ lớn hơn phước của con người và có thể trợ giúp được con người hay không? Nếu họ trợ giúp được con người thì tại sao người Phật tử không nên đến những nơi thờ thần thánh để cầu thần thánh trợ giúp? Xin Thầy giảng cho con. Đấy, thì Thầy nói là ngạ quỷ còn có thể giúp người hoặc hại người được, thì các vị thần cũng thế, nghe không? Chúng ta phân chia là phân chia thế thôi, nhưng không phải là thần nào cũng nhiều phước hơn người đâu, thưa đại chúng. Có những vị thần cũng bị đọa đấy. Đấy, cho nên trong cái cõi thần thì họ cũng có phước báo và cũng có những người kém phước hơn người. Có hết đấy, đủ các loại. Mấy ông thần mà sắp đọa đấy thì còn kém phước hơn chúng ta, nghe không? Chứ không phải không. Cho nên bạn Hà Trần nói là chúng ta tại sao biết là thần nhiều phước hơn thì không đến đền, đến miếu khấn thần. Phật thì không cho ông ta như thế. Đã quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo là không quy y với quỷ thần, quỷ và thần, ngã quỷ, ma quỷ cho đến thần, mình không quy. Chúng ta chỉ nương tựa Phật thôi. Thế thì chúng ta không cầu đến với các vị ấy. Tại sao Đức Phật là đấng tối tôn chúng ta không cầu? Nghe không? Đi cầu với quỷ, với thần làm gì? Họ có thể họ có những oai lực hơn chúng ta một chút, họ có những cái pháp linh thông hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nương tựa vào họ, không nương tựa. Đấy là pháp Phật quy định rất rõ ràng. Đã là đệ tử Phật, không đi theo những cái đối tượng đó. Vì quỷ và thần nhiều khi họ còn không giác ngộ bằng chúng ta. Họ mê muội hơn chúng ta, họ chấp ngã hơn chúng ta. Chấp ngã hơn chúng ta đấy, chứ không phải không. Cho nên chúng ta không gần gũi, không lân bẩn. Người ta gọi là kính nhi viễn chi, nghe không? Đứng xa mà cung kính thôi. Đấy, như vậy là đối Phật tử chúng ta nha, với quỷ, với thần, chúng ta biết rất rõ họ cũng giống như chúng ta, cũng là những chúng sinh, cũng có kẻ có phước, có kẻ ít phước. Đó. Và họ có tác động đến chúng ta. Có thể họ giúp, cũng có thể họ phá, tùy theo duyên phước của mình với họ.